ngon lại khiến fan đau xót vì trông gầy đến mức báo động. Từ sau khi Diên Hy Công Lược được công chiếu vào mùa hè năm ngoái, thì cái tên Ngô Cẩn Ngôn cũng đã thành công bước vào hàng ngũ nữ minh tinh có nhân khí cao. Khi nổi tiếng, nữ diễn viên thường tham gia một số tác phẩm truyền hình, điện ảnh, hoạt động thời thượng hay biểu diễn ca hát trên một số chương trình khác nhau. Chưa đầy một năm thì Ngô Cẩn Ngôn đã có hai tác phẩm là Tiếng Chuông Bến Thượng Hải và Hạo Lan Truyện được phát sóng. Những thành công này của Ngô Cẩn Ngôn có công rất lớn của ông chủ Vu Chính khi hết mình nâng đỡ cô giống như đã từng nâng đỡ rất nhiều nữ minh tinh trước đây như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh. Những ngày gần đây, Ngô Cẩn Ngôn vẫn luôn liều mạng làm việc khi thông báo với fan về hoạt động trong ngày của mình. Rất nhanh lại bắt đầu công việc rồi, cùng nhau đợi hình nào. Được biết, nữ diễn viên đang nhận một tác phẩm lớn về đề tài thời thượng. Đối với những lúc Ngô Cẩn Ngôn làm việc quá sức nhưng thân thể lại vô cùng gầy gò, làm cho không ít fan hâm mộ cảm thấy đau lòng. Chị của em ơi, chị không thể gầy thêm được nữa, quá gầy rồi, ăn nhiều thêm chút đi, chú ý giữ sức khỏe. Mặc dù Ngô Cẩn Ngôn khá gầy nhưng những tấm hình tạp chí cô chụp cũng tương đối tốt, khí chất cũng không tệ. Có điều gà cưng của Vu Chính là một người liều mạng làm việc, đối với các loại thức ăn đều tuân theo nguyên tắc nghiêm ngặt, muốn ăn nhiều cũng khó. Gần đây cô lại bận rộn với các lịch trình làm việc khác nhau và mới đây nhất là cùng Sa Thi Mạn, Trương Gia Nghê quay Chạy Đi Nào Anh Em.